Thưa bác đã giải thích tam giáo đồng nguyên là xuất phát từ việc vị thánh lập ra cả ba đạo, đạo thần, đạo tiên, đạo trời. Vậy tại sao các vị thần, cõi tiên, cõi trời này lập ra đạo, không lập ra đạo của mình cho người tu theo mà lại là do các vị thánh tạo ra, thưa bác? Trên đất này là gọi là thánh chúa thế giới, là ông lập chủ. Mấy ông kia là gì? Ông thần, ông có là cái nhiệm vụ gì? Cái nhiệm vụ là ông cho người ta mượn, ông thực thi nhân quả thôi. Chứ ông làm sao ông lập đạo được? Đạo là của tôi. Tôi lập cho ông luôn đó. Bây giờ con suy nghĩ, mấy ông thợ xây nhà, thấy không? Xây nhà cho mấy cái bà bán giải, bà ở. Chứ bà bán giải xây nhà được không? Nhiệm vụ của đó, nghề nào lo nghề nấy. Cái nghề ông này là chuyên môn lập đạo, còn nghề ông kia là thực thi nhân quả, còn cái ông tiên là cái nghề trang điểm cho thế giới vô hình. Tiên là trang điểm cho thế giới vô hình, mình phải hiểu cái này. Nghề nào thì anh chuyên là nghề nào thì làm nghề đó, chứ đâu phải đấy. Bây giờ ông thánh thực thi nhân quả được hoàn toàn không được, thấy không? Ông thánh không được nhân quả. Ông tiên lập đạo được không? Hoàn toàn không. Ông là chuyên môn thì trang trí mà làm sao ông lập cái này? Lập đạo phải có hiển linh mới lập được. Còn cái từ thần anh phải có sức mạnh anh thực thi nhân quả, anh mới quăng một cái lên tới cõi trời. Còn ông tiên là yếu xìu, làm sao ấy? Mỗi người có cái nhiệm vụ riêng, mỗi người ta có cái kỹ thuật riêng, học nghề nào theo người đấy trong ba nghề do một người làm thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi.